Wow, cô chú ơi, sáng giờ chay đi chơi với ba chay bỏ mẹ nè. Con đã đi chơi đâu? Hả? Chơi qua nhìn chơi đâu? Con đi, con đã đi đâu? Con mẹ đi chơi. Đi chơi hả? Mà sao không cho mẹ đi? Mẹ đi. Sao mà sao không cho mẹ đi? Cho sao con với ba đi thôi vậy? Đó, uống nước đi con, nước cam đây con. Nước cam đó con. Đi chơi về cái mẹ ơi, muốn ăn, trời ơi trời, ở đâu có. Đi chơi thì không kêu tên tôi. Hả? Trời. Ừ, đi chơi thì không có kêu tên tôi, mà về nhà cái mẹ ơi muốn ăn, ở đâu như là đại gia vậy, như là. Con chỉ ra xe. Hả? Ra xe. Con đi xe hả? Trời ơi, đã quá. Hôm nay trời đẹp, ba chở con đi vòng vòng xe chơi hả? Trời ơi. Ít ít thôi. You went all the way down to Detroit. Did you see the tiger? Wow. Did you go rawr? Oh, did you see the tiger? Wow, đây nè, con khăn giấy nè, chùi miệng nè. Từ từ đi con, không ăn xong đi rồi mẹ cho. Nhai đi, nhai hết trong miệng đi. Wow, nước cam đó con. Nước cam cái ly hình con mèo nè. Mèo. Rồi con còn thấy gì nữa, con đi chơi con còn thấy gì nữa, con kể cho mẹ nghe đi, mẹ ở nhà mẹ không có được thấy. What else did you see, JD? See what? Did you see what? See what? A dragon? No. No? What? A lion. Oh, you see a lion? Yes. What did the lion do? Moan. What? Roar. Right? Roar. There's a tiger, actually. I got the tiger to fire. Take one of these. And a little bit of this. Thank you. More eggs. I don't think she... Rồi. Uống miếng nước vô đi con. Hết pin rồi. Hết pin rồi hả? Con ghê. Ừ, con ghê ghê á. Con uống miếng nước vô đi con. Em. Ừ, em để em đó đi. Uống miếng nước vô đi con. Nước cam nè. Trứng mẹ làm ngon không? Dạ. Trời ơi, đi chơi về em. Mẹ ơi, muốn ăn. Chưa đời nổi không? Muốn ăn mẹ vô. Vô. Đó, đó, đổ á. Ngon quá. Lấy giấy chùi. Giấy chùi. Đúng rồi, giấy chùi, chùi áo đúng rồi. Quá đã luôn. Trời ơi, cô chú cái dây ăn ngon chưa? Ui chào ơi. Trứng mày làm ngon không? Dạ. Giỏi. Con nói dạ ngon. Dạ mũi. Hả? Ăn bacon đi. Yeah. Ăn bacon đi. Vô bacon đi. Chưa. Từ từ hả? Did you have fun today? Good. Wow. Trời, ngồi im đó, làm gì? iPad hả? Rồi để mẹ mở iPad cho. Ok, muốn coi gì? Muốn coi ếch xà. Muốn coi xà hả? Hay muốn coi bác sĩ. Muốn coi bác sĩ hả? Dạ. Có hai cái thôi, một là Elsa, hai là bác sĩ đó, ngày mô vậy đó. Hai người cứ coi đồ bác sĩ đâu biết vậy đó. Con ngồi ăn ngồi vậy hả chay? 1, 2, 3. 1, 2, 3 gì vậy? Well, thank you, baby, for making breakfast for us. You're welcome. Well, us being out of the house made you rest a little bit. We knew you were tired this morning. I don't even know what time you went to sleep. 12:15. I was out. I got up for something for Jade.
I didn't even realize you were there. Because you were so sound asleep, and JD was like, Mommy, sir, Mommy, sir. Oh, my God, she was... Say, Mommy, can you play with me? Mommy, this is broken. Mommy, that's Mommy that. I'm like... Yeah, last night, I had like... I think I had 6.5. Beers? That's in my top. Your top? Yeah. That's good. What, are you just karaoke, FaceTime? Are you having fun? Who did I FaceTime? I don't know. Did you FaceTime anybody? No. I think of your family or something. No. Judy, I was studying. She studied until 1 o'clock in the morning. Like, I was so drunk that I couldn't do anything. You couldn't see it straight, or I just want to finish all that beer in the fridge. That was it. You're silly. Hang on. Yeah, I'm like, we like that beer been in the fridge for like months. Mm-hmm. I'm like, we have to finish this so the fridge free out the fridge. Yeah. Ăn đi con. Ăn cái nĩa ăn đàng hoàng. Đúng rồi. Giỏi quá. She kept pushing. Trời ơi. Pushing that in and saying it's broken. Ăn bự vậy luôn á, cô chú thấy dây giỏi chưa? How's the weather outside? Beautiful. Dây, ở ngoài trời đẹp không con? Yeah. Chút nữa đi ra lái xe nha. Chút nữa đi ra đạp xe đạp nha. Dạ. Chạy đi. Con biết ngày mai là ngày gì không? Dạ. Ngày mai là Easter. Tomorrow is Easter Sunday. Yeah, it's Easter tomorrow, JD. It's ceremony. Hả? It's ceremony. Cái gì vậy? Easter morning. Easter morning? What do you do on Easter morning? Ngày mai là chay vui lắm nè. Ngày mai là mẹ sẽ đi giấu trứng ha. Mẹ với ba dậy sớm đi giấu trứng, xong rồi chay sẽ đi lụm trứng. Yeah. Năm ngoái á, baby is gonna rain tomorrow. Hình như ngày mai là mưa hay sao ác ghê. Of course. Con chó hả con? Con chó. Con muốn xe chó. Con muốn coi chó hả? No, no, hết rồi, chó đi rồi. It's gone now. Chó đi rồi. Chạy, cái áo con mặc là hình con gì vậy? Mickey Mouse. Mickey Mouse hả? Mickey Mouse hả? Nói cái gì nó cũng hiểu rồi trời ơi. Bởi vậy cô chú nó nhìn cái mặt thì Mỹ. No. Use the napkin, dry your hand. Nhìn cái mặt thì Mỹ mà nói tiếng Việt thì thôi đó, quá sành sỏi. Chay nói tiếng Việt giỏi, mẹ chay tự hào lắm á cô chú. Tự hào là dạy được con mình nói tiếng Việt. Còn tiếng Anh thì khỏi lo rồi cô chú ơi. Sinh tiếng Anh là cái tiếng mà gọi là tiếng mà cái đất nước nó được sinh ra mà. Nên là khỏi lo về tiếng Anh cho nó. Ba nó là người Mỹ nữa thôi. Ủa lo tiếng Anh. Tiếng Việt. Yeah, you had some cereal at 6 o'clock in the morning and now she's finally hungry again. Giỏi quá trời giỏi luôn. I'm going to take a nap today for sure. What were we about to do to now? Đó cô chú, em bé của cô chú nè. Em bé làm gì em bé? Làm gì á? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm cá. Coi được không? Tấm hình này nó lấy nó dán lên áo của nó thì coi được không? có ai mà tự thần tượng mình cho tới mức độ mà lấy hình mình dán lên áo của mình luôn không? Hả? Có thấy trời lạnh không mà đi ra dọc nước? Dọc nước. Làm sao? Ngày. Ngày sao?
Đổ vô đó hả? Đổ vô chi vậy? Cái ca đó màu gì vậy? Màu red. Màu red tiếng Việt là gì? Đỏ. Cam, cam. Con nói thì sao? Cam. Mẹ ơi cầm giùm con. Cầm mấy con mẹ. Đúng rồi. Chứ không có cầm nghe không? Cô con cảm ơn mẹ chưa? Mẹ cầm giùm con có cảm ơn mẹ chưa? Cô chú nói mẹ ráng quay clip chay dài dài chút, quay chưa coi cho coi chưa đã nó hết bà clip. Mà cũng cô chú thông cảm. Clip chay á, còn Ngọc biết nhiều lúc mà Ngọc cũng dừng mà nó đoạn hậu lắm. Đang coi cứ ầm cái hết clip. Cô chú là nhiều lúc mà cũng hụt hẫng với Ngọc á. Coi clip chay. Chừng nào gọi là gì? Bắt đầu là có khúc bắt đầu nhưng mà không có khờ kết khúc. thích kết lúc nào là kết rồi nha. Cô chú nhiều lúc mẹ chơi cô chú cũng bị là hụt hẫng với mẹ dữ lắm, mẹ biết mà. Mà clip cô chay á thôi. Khỏi chào đi, tại vì cô chú biết là sẽ gặp chay vào ngày mai mà. Mình cứ để vậy đi. Thôi mà cô chú thấy tính mẹ chay lạ không? Lạ lắm luôn á chứ không phải như thường. Cái này sao? Thích thì lâu lâu buồn á, buồn là chào, còn mà vui là không có chào. Mẹ cầm. Đúng rồi, mẹ cầm giùm con. Cầm mẹ con. Đúng rồi, thấy chưa? Con nói. Cầm cà phê cầm kiểu này hả? À, cầm vậy nè. Hồi nãy cầm vậy nó không cho. Cầm vậy nó không cho. Làm sao? Cầm. Sao? Gì uống cà phê mà sao rối ben vậy? Cái chú đó, chú mở nhạc đó nè. Chú đó chú mở nhạc, chú nghe đó. Không biết vô có bị copyright của tôi không nữa đây. Chạy xe đạp không? Lấy xe đạp ra chạy nha. Cô muốn nước dọc nước hả? Uống cà phê, bán cho tôi một ly cà phê. Từ từ, ok từ từ. Cảm ơn nha. Ui cà phê đắng quá, cho thêm miếng đường đi. Ok. Rồi đổ ra cho thêm miếng đường, đường đâu? Hết đường rồi hả? Bán cà phê mà hết đường. Cho vậy cho thêm miếng sữa đi. Ok. Rồi chơi mẹ bỏ nước vô nhiều rồi nè. Lại chơi đi con. Con nói thì sao? Hả? Mẹ hả? Con nói thì sao? Con nói con cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Hả? Đổ đâu? Tưới cây hả? À, chơi tưới cây nè cô chú ơi. Ra ngoài sân em chơi, em không kiếm được bông hoa nào. Có không? Có hoa nào không? Hoa này á hả? Cái cây này công nhận hay ghê chay hả? Sống quanh năm suốt tháng luôn á chay. Không bao giờ chết luôn á. Cây này là bắt tử. Con nói đi chay, con nói đi. Bắt tử. Bắt tử. Bắt hả? Làm sao? Lạnh quá hả? Lạnh nhất. Ừ, tưới cây đi. Đó, giỏi chưa? Mai mốt mà mình có cái nhà nào bự bự á, cái xong rồi cái mày làm một cái giường gọi là giường gì, giường cây rồi giường rau đồ này kia, chơi cái sáng á chơi ngủ dậy chơi ra chơi tưới cây giùm mẹ nha. Ok. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Ok gì ok. Đổ rồi. Đổ rồi hả? Con phải cầm thẳng lên. Rồi ơi coi nè cô chú. Nhìn đây coi, nhìn đây chụp tấm hình coi. Có được không? Có được không? Kêu chụp tấm hình cho làm cái kiểu của bà đó. Cô chú nói hả, chay ở bên Mỹ dễ thương nhiều về Việt Nam á hả? Bánh bèo bấy nhiêu là ý là cô chú nói là về Việt Nam á chay á hả, nhìn là giống như là không có còn nói chứ không giống bên Mỹ. À, nói chung vậy đi. Mà đúng mà, thì đúng thiệt mà. Cái đó là Ngọc nghĩ, Ngọc đọc xong á Ngọc nghĩ là các bạn biết lý do tại sao mà chay Việt Nam nhìn nó khác ở Mỹ không? Tắm đâu? À cho em tắm á hả? Cái này là do Ngọc nghĩ là do là cái môi trường nó khác.
Cọc nghĩ là vậy, cái môi trường này, này kia là nó là cái mà với lại không biết làm sao về Việt Nam mới nhìn nó khác, ngộ lắm ha, cái đó thiệt mà. Giống như cuộc sống Việt Nam với cuộc sống Mỹ là khác nhau. Và giang hồ Michigan với giang hồ Gò Vấp là phải khác nhau phải không? Có mèo. Hả? Có mèo chơi. À, chơi con mèo đứng đó đó con. Dạ, mèo quang. Wow, té rồi. Rồi, rồi ướt áo. Hy vọng sao cho thời tiết ấm ấm lên lẹ lẹ để chơi chơi. Chơi cái gì con? Mày lụm con hả? À. Cho ra ngoài đứng chơi nhiều nhiều. Nhốt trong nhà miết luôn đó. Cuộc sống Mỹ là ở trong nhà đó cô chú. Cuộc sống đó 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 đúng đúng. Lý do khác nhau là cuộc sống Mỹ nhốt trong nhà không, không bố nên bố, còn cuộc sống Việt Nam là ra ngoài đường. Mát quá được ra ngoài đường. Trời mà lúc mà chay ở Việt Nam á cô chú. Trời hung mua nó một cái trời nghe mùi khác nắng không á. Ngộ lắm. Mà ở ở đây hung nó khác, hung nó nghe mùi lạnh giá. Nó giống như là đó 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 đi cái đường đàng hoàng không đi. Hung nó bên đây giống như là hung hung Elsa vậy đó. Con ếch đó con. Ừ. Ôi giời ơi nó hả? Ôi trời trời trời. Oh wow, hay quá. Trời ơi ếch hay quá, ếch biết bơi hay quá đi. Đâu đâu ta chạy thử cho ếch bơi lần nữa coi. Nè, nè 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 chạy cho bơi cho ếch đi nè nè chạy. Tụt xuống. Wow. Wow, giỏi quá. Nửa nửa. Nửa nửa. Nửa nửa. Nửa qua đó đứng đi. Đi ra. Đi ra đi ra, xích vô xích vô. Wow, quay từ đây quay ra thấy cái. Quay từ đây quay ra thấy cái sông đẹp nè. Rồi rồi, à, cái gì đó? À, cái hát cái bài Ring Around the Other, Bucket Full of Water, Slashes, Slashes, We All Go Under. 1, 2, 3, 4. Cô chú biết cái bài đó là bài gì không? Cái bài đó là giống như là nó lúc học bơi á, là nó ngồi. 1, 2, 3. Đó, đó, có thấy cái kiểu của nó không? Là lúc nó học bơi là nó ngồi ở trên cái miếng đó, đó là cái cô giáo hát cái bài đó. Ring around the other, bucket full of water, slashes, slashes. We all go under là chúng ta cùng nhảy xuống đó, là nó đếm 1, 2, 3 cái nó lấy hơi nó nhảy xuống đó, bây giờ nó cho mấy em này nhảy xuống luôn nè. Đó, nó cho mấy em nhảy xuống đó. 1. Đếm đi con. 1, 2. Chú dâu. Cái gì? Chú dâu. Cái gì? Con dâu. Bị gì? Bị dâu. Bị đau đâu? Sao? Ai bị đau? Ai bị đau rồi? Giỏi quá đúng rồi. Gì nữa? Đổi chỗ nữa hả? Ai? Ai đi ra? Mẹ đi ra hả? 1, 2, 3, 4, 5. Nói làm sao? Please, mẹ con. Please, mẹ lụm giùm con. Nói làm sao? Dơ rồi. Dơ rồi hả? Trời ơi, dơ rồi, thả xuống tắm luôn á hả? Chay ơi, răng chay bữa nay vàng quá rồi nghe chay nha. Nghe răng này mày coi coi. Nghe coi coi. Cũng không có vàng gì mấy. Mà con cần phải đánh răng thêm nghe chay nha. Oh, wow. Tại sao? Tại sao sao? Con tại sao? Tại sao sao? Tại sao con nhảy? À tại sao nhảy xuống dưới hả? Dạ. Xe tay ra, xe tay ra đi. Không. Xin lỗi chưa? Dạ. À xin lỗi chưa? Nhảy xuống chưa? Nhảy rồi. À xin lỗi chưa? Con xin lỗi mẹ chưa? Dạ.
Ừ, giỏi. Con phải dạy em ngoan như mẹ vậy đó nha cha. Bà chay nè, bà chay nè, mà mong mốt bà có em á là bà thay mẹ bà dạy em bà luôn đó. Mẹ bà dạy bà sao trừng phạt, bà sao bà trừng phạt em bà y chang vậy đó. Phải không chay? Phải. Dạ phải. Bà đỡ con đỡ. Đó. Có kiếm. Thì sao con? Có đỡ kiếm. Con ếch. Con kiếm. Con ếch màu vàng. Yeah. Đó, nó làm cho em hụp đầu đó. Hát Ring Around the Other cho cô chú nghe lại coi. Chơi. Chơi. Ừ, con rửa ếch á hả, ếch dơ hả? Để mùa hè cái mẹ mua một cái hồ bơi cho mẹ dựng ngay chỗ cái bãi cỏ này cho chơi đây chơi bơi nha. Dạ. Giỏi. Ring go round the other. Bucket full of water. Ok. Ok làm sao? Ok là eco đó. Chơi nói đi, ô cơ. Con nói đi con, ô cơ. Nói ô cơ đi. Đây đi đây. Mẹ lấy giùm con chứ không có đưa đây. Ô cơ đi. Đưa đây, đưa đây là biết sao, nó hay biết sao nó hay nói không? Là tại vì nó nói mẹ mở giùm con, cái Ngọc nói đưa đây. Đó, là bởi vì nó mới nói câu đó đó. Xong rồi hả? Xong chưa? Trời ơi, nói tiếng Việt mà nói giọng hả miền Nam nó mới dữ chứ. Trời ơi, mặc cái quần kìa, mặc cái quần giống Justin Bieber vậy sao? Tướng hip hop hop ghê sao? Mang già đi đà. Mặc cái quần trục tuột xuống nữa. Y như Justin Bieber vậy. Ừ, rồi sao nữa? Đó. Có lạnh không? Dạ. Lạnh thì đi vô nhà. Lạnh không? Lạnh unicorn ơi. À, lạnh unicorn thôi hả? Mà con có lạnh không? Con có lạnh không? Con mà con có lạnh không? Lạnh thì đi vô. Không đi vô nữa. Không đi vô nữa hả? Mà hai mẹ hai anh vô wow.